Đúng là đáng sợ thiệt đó. Tôi mừng là cuối cùng cũng giao được con này đi. Tôi cũng vậy. Con lần trước tôi giao còn phá chuồng ra rồi cắn luôn cái xe nữa. Tới rồi ông chủ, tới rồi. Sao? Nó có gì tới rồi? Người bảo vệ trung thành và không bao giờ biết thất bại của chúng ta đã tới. Xong chưa Melvin? Sẵn sàng Marvin. Khẩu lệnh để thợ bắt trộm của chúng ta bắt đầu hành động là Gazette. Ông xem, Gazette. Trời ơi, cha biết nó là cái gì vậy? Là Spy, là chó bắt trộm siêu đẳng, được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Trộm. Rất cảnh giác, dũng cảm, mạnh mẽ. Một người gác đêm hoàn hảo. Chúc mừng cậu Travis. Lần này tôi phải công nhận cậu làm rất xuất sắc. Có Spy canh gác thì đêm nay tôi sẽ ngủ rất ngon đây. Tôi cũng vậy. Được rồi Spy, ta đi đây. Nếu ngươi bắt được tên trộm nào, cứ xử lý. Trộm. 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 Đem nước hả? Trộm. Mama. Papa. Papa. Trộm. Một cuộc diễu binh. Ta thích điều này.
chậm 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 chậm. Chậm 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 chậm. Chậm 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 chậm. Chào buổi sáng, Spy. Tối qua canh gác sao rồi? Chậm chậm chậm. Tôi nói rồi mà ông chủ, một chú chó săn trộm siêu đẳng. Tôi thấy cậu làm rất là tốt đó, Jarvis. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ cho ta. Bây giờ giao nhiệm tiếp. Chậm 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 chậm. Đam 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 đam. Các bạn xin hãy sẵn sàng để thưởng thức cuộc đua mô tô gay cấn nhất, gian manh nhất, kinh hoàng nhất sẽ diễn ra xuyên suốt khắp đất nước này giữa Tôm Bụi Đời và chiếc mô tô 1200 phân khối còn được mệnh danh là Bóng Ma Quỷ Diệt và Jerry Mô Mẹo trên chiếc siêu mô tô 25 phân khối biệt danh Quái Vật Đường Trường. Và giờ trọng tài xuất phát xuất hiện. Ông đã bắt lá cờ xanh và xuất phát. Với công suất rất kinh hoàng của mình, chiếc bóng ma của Tom đã vượt lên trước. Và con Jerry đã rớt xe. Chúng tôi đã nhận được thông tin mới nhất về cuộc đua rất hấp dẫn này. Chiếc của Jerry, Quái Vật Đường Trường đã ngày càng tiến xa hơn và ngay thời điểm này đã cướp vị trí dẫn đầu của Tom. Oh, my God.
6-7/8 hãy chú ý. Cảnh sát Tom, cảnh sát Jerry và nhận lệnh ngay lập tức. Yêu cầu từ trụ sở. Cảnh sát Tom, cảnh sát Jerry, tôi muốn giới thiệu với hai cậu một đồng nghiệp mới. Candy. Xin chào. Đây là cảnh sát Candy O'Kitty. Candy sẽ đi với hai cậu. Hãy hướng dẫn chi tiết công việc cho cậu. Tôi cho rằng mình là cô cảnh sát may mắn nhất trên đời này khi được làm việc chung với những người tuyệt vời như các anh đây. Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi trong xe và im lặng như một chú chuột. Ôi trời đất ơi, tôi không có ý xúc phạm anh đâu, Jerry à. Tôi nghĩ rằng anh là sĩ quan cảnh sát đáng yêu nhất trong đội của mình. Chiếc xe tuần tra này nhìn sẽ dễ thương hơn nữa nếu như tôi mắc thêm một ít màn cửa đằng sau. Xe 6-7/8 hãy chú ý. Đây là trường hợp mã khẩn cấp 14-11. Một bà mẹ có đứa con kẹt trên cây. Ôi trời ơi, chắc là các anh sắp sửa thể hiện sự dũng cảm của mình rồi. Các anh nghĩ là mình nên đổi số xe thành 604 hay là 309, 802 hay là 707 đây. Cẩn thận nha cục cưng, họ sắp tới rồi. Nhanh lên cậu cảnh sát, xin hãy cứu cục cưng của tôi. Ôi trời ơi, anh ấy thật là dũng cảm. Nè, mẹ
mèo con ơi mèo con, mèo con dễ thương à. Nghe chị nói nè, hãy mau tuột xuống khỏi cái cây này ngay lập tức, và đây chính là mệnh lệnh. Con mèo của bà đây. Cảm ơn cô cảnh sát, cảm ơn nhiều. Xe 67/8 hãy chú ý, một đường ống nước chính đã bị bể ở khu Beverly. Hãy lập tức tới đó tìm cách bịt lại trước khi chúng tôi tắt được nguồn nước. Tôi không kêu các người đứng nhìn, tôi kêu là bịt nó lại ngay lập tức. Ôi trời ơi, hai anh ấy đang gặp phải nguy hiểm rồi. Ôi trời ơi, hai anh có bị thương chỗ nào không vậy? Tôi rất là vui vì được đi chung xe với hai sĩ quan cảnh sát dũng cảm, luôn hoàn thành tốt mọi công việc như hai anh. Xe 67/8 hãy chú ý, bây giờ đang có một cậu bé đi lạc trên đường rồi, hãy đưa về. Có phải là em đã đi lạc không vậy? Dạ đúng rồi. Em có muốn anh chị đưa em trở về nhà không? Vậy là em được đi xe cảnh sát sao? Ô, tuyệt vời quá. Có qua thì phải có lại. Em sẽ cho anh trượt dáng của em, có chịu không? Yeah, nhìn anh ấy kìa. Anh có bị làm sao không vậy, cảnh sát Tom? Ôi trời ơi, có phải là tôi làm bánh xe bị móp rồi đúng không? Anh chỉ cần phải mang chiếc xe này đi sửa số bánh lại. Nhưng đừng có lo, em sẽ được đưa về nhà trước. Xe 67/8 hãy chú ý. Xe 67/8 hãy chú ý. Khẩn cấp. Ôi trời ơi. Hiện giờ băng mèo hoang đang gây rối trật tự và trộm cắp ở khu ổ chuột Island. Hãy bắt chúng. Đó là hai tên Tom và Jerry. Chạy thôi. Mở cửa ra, chúng tôi cần hỏi chuyện. Mở cửa ra, chúng tôi cần hỏi chuyện. Ê, tụi bay, nhìn kìa, một nữ cảnh sát. Được rồi, như vậy là đủ rồi, chúng tôi đầu hàng, tha cho tôi. Ồ, cảnh sát Tom, cảnh sát Jerry, nhìn vô bản báo cáo rực rỡ này, chắc hai cậu có một ngày rất tuyệt. Đưa được con của một phụ nữ xuống cây cao an toàn. Ồ, vô cùng sáng tạo khi tìm cách chặn được luồng nước cho tới khi đường ống chính được sửa chữa lại. Hai cậu thậm chí còn bắt được cả băng mèo hoang mà không cần tới lực lượng hỗ trợ nào khác. Xin chúc mừng hai cậu, cả đội vô cùng tự hào. Vậy còn cô thì sao rồi, cảnh sát Katie? Sau một ngày đi chung với hai cảnh sát tài giỏi đây, cô có học được gì hay không? Dĩ nhiên là có rồi thưa sếp. Em thấy hai anh ấy thực sự là những sĩ quan cảnh sát tài giỏi nhất đội. Dĩ nhiên là sao sếp rồi. Ồ, tôi thấy mình cần phải ăn mừng. Để tôi đi mua chút đồ uống nha. Thưa sếp, đem thử giúp cho. Một cọng lông nhỏ bé thôi cũng giải quyết được mà. Hehehe.
Chúc mừng hai cảnh sát Tom, Jerry và Katie. Em xin được cảm ơn sếp.